đưa vào hiệp một trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Hàn đã bắt đầu. Đội xuất phát của Việt Nam gồm có số 1 Bùi Tiến Dũng, số 3 Huỳnh Tấn Sinh, số 4 Hồ Tấn Tài, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Triệu Việt Hưng, số 10 Trương Văn Thái Quý, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 18 Hà Đức Trinh, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 là Trần Đình Trọng. Đội xuất phát của U23 Thái Lan gồm có số 3 Sa Khun Chai, số 6 Sinaphat, số 8 Buarachit, số 9 Subachai, số 10 Surachok, số 11 Wirasut, số 12 Kanarin, số 15 Sarikan, số 17 Jakit, số 18 Nisara và số 20 là thủ môn Hoàng Nam. Ở thành phần thi đấu của cả hai đội tuyển tại vòng loại của giải U23 châu Á năm 2020 đều còn có những nhân vật đã từng được có mặt ở vòng chung kết của giải đấu này vào đầu năm 2018 tại Trung Quốc. Bên phía đội tuyển U23 Việt Nam là Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải hay Trương Văn Thái Quý. Còn bên phía đội tuyển U23 Thái Lan, trên sân lúc này chúng ta có thể nhận ra Nôn Muông Gam hay số 10 Subachok. Huấn luyện viên người Brazil Gama là người đã dẫn dắt U22 Thái Lan mới đây thi đấu tại Campuchia, giải đấu mà Thái Lan về nhì sau Indonesia. Thái Lan, Việt Nam đều đã có thành phần rất khác ở vòng loại lần này so với giải U22 Đông Nam Á mới đây. Indonesia gần như giữ nguyên đội hình và họ đã chơi có thể nói là rất tốt. Indonesia dường như đã quá tự tin sau chức lịch U22 Đông Nam Á, trong khi đối phương đã thay đổi rất nhiều. Ở vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2018, trong khi đội tuyển U23 Việt Nam đi tới trận đấu cuối cùng và chỉ chịu thua ở những phút cuối của hiệp phụ trước Uzbekistan, thì U23 Thái Lan đã dừng chân tại vòng bảng khi thua cả 3 trận. Ở bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở những tình huống trong bóng đầu tiên thì trung vệ Đình Trọng đã cho thấy một sự sẵn sàng thực sự khiến chúng ta rất yên tâm. Trong lối chơi của Bác Sô thì luôn gần sự chắc chắn hàng thủ. Người vừa chuyền bóng là Quang Hải. Khi mà Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý cùng có mặt trên sân, chúng ta hiểu được rằng Quang Hải vẫn sẽ được ưu tiên cho tuyến trên. Nhưng có thể là nhiệm vụ của Quang Hải sẽ phải là cơ động hơn, hoạt động với tầm lớn hơn để có thể đem đến những pha bóng kết nối, hỗ trợ nhiều hơn cho các thủ tiền vệ trong việc giữ trái bóng và tổ chức lối chơi. Đường chuyền của Văn Hậu, tình huống mang lên chủ động của thủ môn Hoàng Nam. Rất có thể là ngày hôm nay Việt Hưng và Thái Quý sẽ chơi tốt hơn rất nhiều so với khi gặp Indonesia. Indonesia thực ra là đội bóng có các tiền vệ chơi rắn, khiến cho Việt Hưng và Thái Quý bị chùn chân và khó khăn. Thái Lan chơi kỹ thuật và thiên về tấn công, có thể sẽ rất khác. Và chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tấn Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu, đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Supachai cao hơn 1m8, không chỉ lợi hại với những tình huống bóng bổng mà khả năng xoay sở cũng như dứt điểm bằng cả hai chân của cầu thủ này là rất đều đặn. Supachai đang chơi cho Buriram United, đồng đội của Lương Xuân Trường. Trận đấu đã khởi đầu rất sôi nổi. Cầu thủ Việt Nam cần phải hết sức bình tĩnh. Rất tiếc là đã kịp vị. Trợ lý trọng tài cho rằng Hà Đức Trinh kịp vị.
một tình huống mà từ góc máy làm chậm. Theo chúng tôi, Hải Đức Chinh vẫn đứng trên hàng vệ cuối cùng của Thái Lan. Tuy nhiên có thể hiểu được quyết định của trọng tài. Pha bóng diễn ra rất nhanh và trợ lý một người Uzbekistan Usmanov đã hơi vội vã trong việc căng cờ. Quả phạt góc cho U23 Thái Lan. Người đá phạt góc là Surachok, cầu thủ ngày hôm qua trong buổi tập đã bị đau nhưng anh vẫn đá được ở trận đấu này. Lần gặp nhau gần đây nhất của hai đội tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan là tại giải đấu M150 trên đất Thái Lan trước thềm của giải U23 châu Á năm 2018. Đó là trận đấu tranh giải ba của hai đội và đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có được một chiến thắng với tỷ số 2-1. Một chiến thắng mà đúng như huấn luyện viên Park Hang-seo chờ đợi vì nó tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào một hành trình lớn. Thêm một lần nữa cú dứt điểm là của Subhachai. Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, Subhachai thường xuyên đá dạt sang bên trái, vị trí ở giữa thuộc về Adisak. Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan vào lúc này thì Adisak cũng như là Terasinanda vẫn là người trải nghiệm tốt hơn cũng như đá ở vị trí dự phòng rõ nét hơn so với Subhachai, và đó là lý do khiến cho cầu thủ cục lứa U23 này vẫn phải lựa chọn cho mình một vị trí trong đội hình chính ở trách bên phía cánh trái. Tình pha bóng gắn kết của cầu thủ Thái Lan. Nhưng đây là lúc mà hàng thủ của U23 Việt Nam cũng đang chơi tập trung. Thái Lan lúc này đã trở lại với phong cách của Kitisak. Đó là phong cách mà Kitisak đã dẫn dắt các đội tuyển của Thái Lan giành được nhiều vinh quang. Bóng đá Thái cũng đã trở lại với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thời Kitisak. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của Wisarut, cầu thủ đang chơi cho Bangkok United. Trong đội hình của U23 Thái Lan dự vòng loại lần này có 6 cầu thủ đang chơi cho Vương Thong và 3 người của Buriam United. Người vừa đổi cánh là Hoàng Đức. Có đâu? Đường truyền quá sâu. Theo cảm giác của chúng tôi thì hôm nay U23 Việt Nam rất cần có sự sắc nhọn trên hàng công, bởi vì các tiền vệ sẽ vất vả đối phó với Thái Lan. Pha tranh chấp hợp lý vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. À, Đức Chinh có một ngực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Chinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Hà Đức Chinh là người ghi bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại bảng K. Chúng ta cùng xem lần nữa pha xử lý đầy quyết tâm. Đức Chinh hiện nay thi đấu cho SHB Đà Nẵng, tuy nhiên anh trưởng thành từ lò năng khiếu PVF. Trong thành phần của U23 Việt Nam dự vòng ngoài có đến 8 cầu thủ trưởng thành từ lò năng khiếu PVF. Quang Hải cho khê hơi mạnh nhưng đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Cầu thủ vừa phạm lỗi và phải nhận thẻ là Canarin. Pha phạm lỗi rất rõ.
Trọng tài đứng ngay gần điểm va chạm và lập tức cắt còi. Tất cả chúng ta đều chờ đợi trong ngày hôm nay Quang Hải sẽ phát huy đầy đủ những phẩm chất đặc biệt của mình. Mười phút đầu tiên đã diễn ra với sự bình yên của hai khung thành, nhưng thời gian giữ bóng cũng như khí thế đang thuộc về đội bóng Việt Nam. Việt Nam đang nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Quả đá phạt có cự ly khoảng 35 mét. Người giữ bóng có thể sẽ là Huỳnh Tấn Sinh. Cú đá không trúng đích của Tấn Sinh. Tấn Sinh đã có được một bàn thắng ở vòng loại bảng K. Pha ghi bàn vào lưới Brunei từ chấm phạt đền. Thủ môn của U23 Thái Lan Hoàng Nam đang bắt cho đội Chiang Mai, câu lạc bộ của vùng núi phía Bắc Thái Lan. Đường truyền của Đình Trọng, pha chuyền bóng không chính xác. Đó là pha đi bóng của Đoàn Văn Hậu. Pha đá phạt quá sâu. Tấn Sinh. Vừa rồi là lỗi thứ tư của đội Thái Lan. Cầu thủ Việt Nam chưa một lần phạm lỗi từ đầu trận. Sau những phút đầu Thái Lan lấn sân thì bây giờ cầu thủ Việt Nam đã trở lại với những điều của mình. Đó là tình huống phạm lỗi khi nhảy lên của Đoàn Văn Hậu. Trong những phút đã qua thì U23 Việt Nam có tương đối nhiều những đường chuyền quan trọng được thực hiện ở một quãng đường tương đối xa, và sai số trong những đường chuyền này là tương đối lớn. Những đường truyền dài từ phía dưới chúng ta có thể tạm gọi là giải phóng được sự nguy hiểm bên phần sân nhà, nhưng cũng không có nhiều hy vọng ở đội chuyển sang ở phía trên. Vừa rồi Hoàng Đức và Thành Huy đã không thể tìm ra sự liên lạc. Trận đấu gặp Indonesia chúng ta cũng đá dài nhiều và thiếu chính xác. Có thể giải pháp đá dài chính là việc giải tỏa bớt áp lực cho bộ đôi tiền vệ trung tâm, những người chưa đủ tự tin trong việc cầm bóng và thực hiện những tình huống tổ chức. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng cần phải có sự uyển chuyển trong cách tiếp cận này. Sẽ phải có bổ sung những pha bóng mà các tiền vệ, một trong hai người Triệu Việt Hưng hoặc Trương Văn Thái Quý, sẽ phải tạo ra được những gạch nối hợp lý hơn và cự ly khoảng cách trong những tình huống di chuyển của đội bóng đỏ cần phải ở một mức độ ổn hơn thì tính kết nối mới có được sự đảm bảo. Pha phạm lỗi nguy hiểm, cầu thủ bị đau là Tấn Sinh. Ông Hoàng Sô đã tỏ ra bức xúc sau lỗi của cầu thủ Thái Lan. Một pha lao thẳng vào Tấn Sinh hết sức nguy hiểm. Lỗi xứng đáng nhận thẻ của cầu thủ Thái Lan.
đó là pha phạm lỗi của Surajok, cầu thủ bị đau trong buổi tập ngày hôm qua. Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn thi đấu chính thức ngày hôm nay. Nhìn những tình huống tranh chấp như vừa rồi từ phía cầu thủ Thái Lan, chúng ta cũng có thể hiểu được một cách cụ thể quyết tâm của họ khi bước vào trận đấu với U23 Việt Nam. Dù kết quả của vòng loại tại bảng K sẽ là như thế nào đi nữa thì U23 Thái Lan vẫn sẽ góp mặt trong trận chung kết vì họ là đội chủ nhà. Nhưng đây là lúc mà họ có quyền được tạo ra ảnh hưởng với một trong những đội bóng được đánh giá cao, được chờ đợi ở vòng chung kết là U23 Việt Nam. Triệu Việt Hưng, cầu thủ giữa sân của Việt Nam cố gắng bọc lót cho nhau, đá gần nhau, và đến lúc này chúng ta cũng không hề bị lép vế trước các tiền vệ Thái Lan, thậm chí là còn có sự kết dính tốt hơn. Đình Trọng, Việt Hưng, rất hợp lý Đoàn Văn Hậu. Chuyền bóng Hà Đức Chinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số đã mở cho U23 Việt Nam. Một pha dẫn lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Chúng ta vẫn chờ đợi những cầu trung phong của bóng đá đội thực hiện những cú dứt điểm như vậy. Ở AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã đăng quang, Anh Đức đã có những tình huống di chuyển và dứt điểm bằng chân trái gọn ghẽ và chuẩn mực ở đẳng cấp rất cao. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu được rằng Hà Đức Chinh cũng muốn nối tiếp những người đàn anh để thực hiện những pha bóng rất tiêu chuẩn. Xin chúc mừng Hà Đức Chinh, cầu thủ luôn chơi nhiệt tình, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng, cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Tất nhiên là khi mà đội U23 Việt Nam có bóng thì nhân vật mà các cầu thủ Thái Lan quan tâm nhiều nhất chắc chắn sẽ phải là Quang Hải. Và tình huống di chuyển chéo sân của Quang Hải đã hút theo sự chú ý của tương đối nhiều cầu thủ Thái Lan. Đoàn Văn Hậu chơi thông minh với tình huống bó vào trong và bất ngờ tạo ra một cú xẻ nách bằng má ngoài chân trái rất hoàn hảo. Như chúng tôi đã phân tích thì sự tỏa sáng của các tuyển thủ rất quan trọng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đều mong chờ từ Bùi Tiến Dũng đến Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh đều sẽ có một ngày thi đấu xuất sắc. Pha xử lý ở góc bên trái của Subhachai. Nếu như những gì mà chúng ta đã thấy ở những trận đấu đã qua của U23 Việt Nam, phần lớn là những tình huống tấn công ở hai biên, đặc biệt là biên trái. Và điều đó đã khiến chúng ta có phần bị bắt bài trong trận đấu gặp Indonesia. Thì những phút vừa qua của trận đấu gặp U23 Thái Lan, những tình huống chơi bóng ở trung lộ đã manh nha xuất hiện. Nhưng phải nói rằng đến tình huống xử lý vừa rồi của Đoàn Văn Hậu thì mọi chuyện mới được bộc lộ một cách rõ rệt nhất. Đó thực sự là một cú đấm thượng thặng. Trung vệ Tấn Sinh đang bị đau. Những năm gần đây Hà Đức Chinh luôn nỗ lực, tuy nhiên nhiều lúc vẫn kém may mắn. Và pha ghi bàn rất quan trọng vừa rồi có thể là một bước ngoặt đối với anh. Phút thứ 20 hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ Việt Nam đang dẫn với tỷ số 1-0. Pha phối hợp tuyệt vời giữa Văn Hậu và Đức Chinh.
cho đến trước thềm của vòng loại giải U23 châu Á năm 2020. Ông Park Hang-seo đã có những lời than phiền về việc những tiền đạo nội của chúng ta thiếu đất diễn ở giải vô địch quốc gia. Đó là điều không có gì mới. Bóng đá Việt Nam trong cả hơn chục năm qua đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều những yếu tố ngoại, đặc biệt là các vị trí quan trọng như vị trí tiền đạo mũi nhọn. Tất nhiên là các đội bóng nội, các huấn luyện viên của các câu lạc bộ ở V-League cần phải ưu tiên những gì tối ưu nhất cho sức mạnh của họ. Và việc tìm được đất cho các cầu thủ nội chơi ở các vị trí tiền đạo mũi nhọn là không hề đơn giản chút nào. Và vai trò điều chỉnh tất nhiên có thể có từ các huấn luyện viên, nhưng cũng cần phải có cả những nỗ lực từ những cá nhân, những cầu thủ có tiềm năng như Hà Đức Chinh chẳng hạn. Và tôi tin rằng điều anh Huy vừa nói về Hà Đức Chinh, tức là điểm tựa có được ở vòng loại lần này, có thể sẽ giúp cho Hà Đức Chinh trưởng thành hơn, lớn hơn nữa. Giờ là lúc mà có thể Thái Lan sẽ đẩy cao đội hình. Có thể những phút tới thử thách dành cho hậu vệ Việt Nam sẽ rõ rệt hơn. Đài truyền hình nước số VC trực thuộc VOV, đài truyền hình nước chủ nhà của vòng loại bảng K giải U23 châu Á năm 2020. Lúc này thì các hộ gia đình có TV công nghệ 4K để có thể theo dõi trận đấu bằng công nghệ siêu nét 4K. Hoàng Đức, thẻ vàng dành cho Đoàn Văn Hậu. Ở hai vòng chung kết U23 châu Á, cái thứ nhất Thái Lan đều không vượt qua được vòng bảng. Đội Việt Nam giải cái thứ nhất giành vị trí á quân, còn giải đầu năm 2016 cũng không vượt qua được vòng bảng. Từ khi bóng đá nam ASEAN dành cho lứa tuổi U23 thì Thái Lan đã hai lần lọt vào bán kết. Việt Nam lọt vào bán kết một lần vào năm ngoái. Ở ASEAN 18 năm ngoái tại Indonesia, U23 Thái Lan đã không vượt qua được vòng bảng. Như chúng tôi đã phân tích thì bóng đá trẻ luôn có những trồi sụt. Một đội Thái Lan có thể chơi mạnh mẽ khi gặp Malaysia và Brunei, nhưng khi gặp phải một đối thủ không theo kiểu kẻ tung người hứng thì họ lại khó chơi. Tất nhiên thời gian vẫn còn rất nhiều, nhưng lúc này thế trận đội Việt Nam khiến chúng ta thấy yên tâm. Trên sân đang là một thế trận chắc chắn của đội bóng áo đỏ. Chúng ta đã tìm được ra giải pháp để khoan thủng hàng thủ đối phương. Bây giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Pha can thiệp của Đình Trọng. Khi đá với Thái Lan, các đội Việt Nam cũng không cần phải nhào lên nhiều như Indonesia. Rất tốt. Bùi Tiến Dũng đã chủ động di chuyển và băng lên bắt được bóng. Cầu thủ Thái Lan đã băng xuống rất nhanh ở tuyến vừa rồi là tiền vệ Urachit. Những tình huống như vừa rồi không phải là những pha tổ chức quá đặc biệt của đối phương, nhưng luôn cần một sự tập trung cao của cầu thủ tham gia, đặc biệt là vị trí thủ môn. Và tình huống băng ra vừa rồi của Tiến Dũng ít nhiều cũng đem đến sự tự tin cho các đồng đội. Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh chuyền bóng, không kịp đi, chuyền bóng chân dài. Rất tiếc Hoàng Đức không dứt điểm. Hoàng Đức thuận chân trái mà có thể bung ngay một cú đá ở góc hơi hẹp. Có vẻ như trong tiếng vừa rồi thì cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Getan hơi có phần chần chừ vì cho rằng mình đã ở vào thiên vị và thiếu đi sự quyết đoán để bứt phá.
và chiếm lĩnh một vị trí thuận lợi hơn. Ba trung vệ của Thái Lan lúc này gồm có Shinafat, Sarinkan và Kisara. Pha bóng lăn xả của Văn Hậu. Rất đẹp. Hà Đức Trinh. Người vừa thực hiện đường kết nối là Hoàng Đức. Nhịp chơi của U23 Việt Nam được điều chỉnh chậm lại. Chúng ta có ít người phía trên và không cần phải vội vàng. Đã từ quá xa và dứt điểm là của Triệu Việt Hưng. Một pha bóng ít nhiều cũng cho thấy sự hưng phấn của cầu thủ áo đỏ. Ngay sau bàn mở tỷ số, Thiếu Bác Sù đã lao ra yêu cầu cầu thủ cần phải kìm nén cảm xúc, cần phải bình tĩnh. Đó là điều hết sức cần thiết. Trong ba hậu vệ của Thái Lan thì đội trưởng Shinafat luôn thi đấu ở giữa. Ở bên phân sân nhà của U23 Việt Nam vào lúc này thì Đình Trọng đang thường xuyên có những tình huống di chuyển để đeo bám mũi nhọn quan trọng của U23 Thái Lan là Supachai. Và xu hướng chơi bóng của Đình Trọng luôn là di chuyển sớm hơn các cầu thủ đối phương, đọc được sớm hơn ý định chơi bóng của cầu thủ U23 Thái Lan và ngăn chặn sớm. Đây là một kỹ năng mà không phải ai cũng có được. Từ khi chưa đầy 20 tuổi và chơi cho đội bóng Sài Gòn thì Đình Trọng đã được coi là chuyên gia săn tây. Thể hình không phải quá cao lớn nhưng đọc tình huống rất tốt, băng cắt nhanh. Đây là Supachok. Pha theo sát là của Huỳnh Tấn Sinh. Bóng ở bên ngoài sân trước khi Supachok thực hiện đường chuyền. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh rất đẹp ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ánh sáng của smartphone. Một khung cảnh lung linh ở thời điểm mà UEL Việt Nam đang dẫn 1-0. Có một thế trận chắc chắn. Ba tuyến chơi hợp lý. Đường chuyền của Việt Hưng. Đó rõ ràng là sự tiến bộ của những cầu thủ tiền vệ trung tâm. Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý dù sao đi nữa cũng đã có sự khác biệt so với trận đấu gặp Indonesia. Thái Lan không thể lên bóng nhanh. Cầu thủ áo đỏ áp đảo với quân số và đã lấy được bóng rồi. Quang Hải. Shinafat. Pha phá bóng dứt khoát. Cầu thủ Việt Nam đang đá thấp. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Hoàng Đức. Chuyền ngay. Hà Đức Trinh. Trung vệ Shinafat đã ngắt được đường lên bóng vừa rồi của Hà Đức Trinh. Tốc độ triển khai, tốc độ chuyển trạng thái của U23 Việt Nam đang ở mức độ hợp lý. Ở chiều ngược lại đã có dấu hiệu của sự bế tắc. Vì phía U23 Thái Lan họ buộc phải đá dài.
họ thiếu đi sự gắn kết của tiền vệ. Đây là một điểm luôn khiến cho thế trận của đội bóng không thể được gây dựng. Và với bóng đá Thái Lan, một nền bóng đá luôn đánh giá cao bởi các tiền vệ có thể nói là ăn chịu, có sự dẻo dai và có sự khôn khéo khi không phát huy được những phẩm chất của các cầu thủ dưới sân. Rõ ràng họ có vấn đề. Tình huống bật lên của Hoàng Đức. Đây là thế trận mà nếu khai thác hợp lý, đội Việt Nam rất dễ có thêm bàn thắng. Đúng là nhịp chơi rất lý tưởng. Tốc độ đưa bóng vào là hợp lý và phía trong như chúng ta vừa thấy có tới 3 kéo đỏ. Người bật cao nhất là Hoàng Đức, còn bên cạnh còn có Hai Đức Trinh và Quang Hải. Hoàng Đức đã chủ động bật lên chiếm lĩnh khoảng trống và đè cầu thủ trung vệ Sai Linh Can. Không phải là Quang Hải chơi gần Hoàng Đức cả tính vừa rồi mà là Trương Văn Thái Quý. Cầu thủ Thái Lan đang bị đau là số 3 Sakunchai, cầu thủ đá cánh trái. Sakunchai là cầu thủ của Quang Thong, đồng đội của thủ môn Nam Phan Lâm. Lúc này hai vị trí cánh của Thái Lan là số 3 Sakunchai và cầu thủ mang áo số 17 Jackit. Số 17 Jackit của U23 Thái Lan vào thời điểm này cũng là người đã từng tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018. Ở giải đấu năm 2018, U23 Thái Lan thua trước các đối thủ ở cùng bảng với những tỷ số khác nhau, trong đó có các trận đấu đầu tiên trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nhật Bản là những trận thua với tỷ số 0-1, nhưng ở lượt trận cuối cùng trước Palestine họ để thua đậm với tỷ số 1-5 dù đã có được bàn thắng của Chemrop. Đường xuất phát của U23 Việt Nam ngày hôm nay có đến 8 cầu thủ đã từng dự giải U20 thế giới. Có thể nói việc từng đến Hàn Quốc để dự World Cup U20 là một hành trang rất quan trọng với dàn cầu thủ trẻ của Park Seo. Có thể có những người không được đá chính nhiều câu lạc bộ, tuy nhiên họ vẫn còn đó hào khí của cầu thủ từng dự World Cup, và từ giờ đến cuối năm khi dự SEA Games sẽ còn tiến bộ rất nhiều. Cầu thủ Việt Nam đang chơi theo kiểu răng bẫy. Thái Lan vẫn bế tắc trong cách chơi. U23 Thái Lan đang có dấu hiệu của sự khó khăn trong việc triển khai những đường bóng lên phía trước. Họ đang truyền ngang tương đối nhiều. Những gạch nối để có thể chia cắt được hàng thủ của U23 Việt Nam là điều mà U23 Thái Lan đã đánh mất từ tương đối lâu. Cầu thủ của Quang Sô đang chơi theo một cách chơi rất quen thuộc khi gặp những đội bóng mạnh của châu Á. Chỉ có điều là bây giờ chúng ta đã có bàn dẫn trước và lại càng tự tin hơn. Bình quân sau mỗi trận đấu thì Đoàn Văn Hầu thường sụt khoảng 4 kg. Quang Hải,
Sarikan, trung vệ đá lệch bên trái của Thái Lan. Sakuchai, Đoàn Văn Hậu áp sát. Hết sức nguy hiểm. Rất may là bóng đã được phá lên. Đường truyền vào không có gì đặc biệt của Subhachai và Đình Trọng đã kịp giải nguy. Tiếp tục là pha cản phá của Đình Trọng. Trình đã không thể xử lý gọn gàng. Đang có những cố gắng của cầu thủ U23 Thái Lan để tạo ra những gạch nối. Cho dù lối chơi ở đoạn ngắn của họ chưa được phát huy, nhưng họ đang cố gắng tạo sự chuyển biến bằng những tình huống đổi cánh, giữ bóng trong chân nhiều hơn và bằng cách này hay cách khác đưa bóng xuống hai biên. Cầu thủ vừa rồi đã phạm lỗi là Canarin, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Sisakem. Ở những trận đấu đã qua trước Indonesia và Brunei, những biến tấn công quan trọng của U23 Thái Lan thường được tập trung ở ngoài biên. Cho dù là những quả treo bóng cho tầm cao của những cầu thủ như Subhachai bên trong, hay là những đường phối hợp trồng góc, đường xé nách để xuyên phá khu trung lộ của đối phương. Nhưng đó là khi mà họ có thể đưa được bóng với các tiền vệ xuống tương đối gần với khu 16m50 của đối thủ. Còn kể từ khoảng phút thứ 10 của trận đấu cho đến nay, lối chơi đó của U23 Thái Lan gần như không thể thực hiện. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan với Thái Quý. Pha phạm lỗi của cầu thủ đá cánh trái Sakuchai. Đây là tình huống mà cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra áp lực. Quang Hải sẽ đá phạt. U23 Việt Nam có những cầu thủ rất cao trong một thế trận mà chúng ta đang tự tin có thể tạo ra những tình huống sóng gió trên không. Quang Hải, Triệu Việt Hưng, pha băng giá bóng lót kịp thời của cầu thủ Thái Lan. Việt Hưng phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Triệu Việt Hưng là cầu thủ đã chơi lan xả trong cả 3 trận đấu của U23 đến lúc này. Hồ Tấn Tài, thời gian đang trôi dần về những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. U23 Việt Nam vẫn đang duy trì được một thế trận ổn định. Sara, Sinafat, Sarikan, đến lúc này trọng tài Uzbekistan Serot Kasimov đã rút ra 3 thẻ vàng, trong đó có 2 thẻ vàng thuộc về U23 Việt Nam. Sinafat, chúng ta vẫn cần phải cảnh giác với những pha phối hợp biên của Thái Lan. Pha ra biên trái của Subhachai,
Hiện nay giữa các đội tuyển của Thái Lan và các câu lạc bộ ở Thái League lối chơi tương đối thống nhất. Họ thường mạnh ở những pha vượt biên và linh hoạt trong việc chuyển bóng vào trung lộ để dứt điểm. Các học trò của ông Bang So vẫn đang thi đấu rất tập trung, không có nhiều khoảng trống dành cho cầu thủ Thái Lan. Quang Hải, Thái Quý, Hồ Tấn Tài, Thái Lan đang cầm bóng nhiều hơn, tuy nhiên không dễ để tạo ra những cơ hội thực sự. Với cách chơi này thì U23 Việt Nam cũng ít tốn sức. Chúng ta cần phải rất lưu ý mật độ 2 ngày một trận và còn cả hiệp 2 trước mặt. Sakuchai, pha bọc lót kịp thời. Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Trinh, phép lợi thế cho Thái Lan. Rất hay. Đến lượt Việt Nam ở các lợi thế, chuyền nhanh. Hà Đức Trinh. Đức Trinh đã chủ động đưa bóng ra ngoài sân. Nhìn thấy đồng đội và cả một đứa dương bị đau. Cầu thủ Thái Lan bị đau là Sakuchai, một trong những vị trí của Thái Lan đã chơi tốt nhất đến lúc này. Trong khoảng thời gian 10 phút cuối hiệp 1, năng lực giữ bóng của các cầu thủ Thái Lan đã phần nào được cải thiện. Họ cố gắng tạo ra được sự kết nối, nhưng khả năng tiếp cận khu 16m50 của U23 Việt Nam vẫn là điều mà các cầu thủ Thái Lan chưa thực hiện một cách trôi chảy. Chúng ta xem một lần nữa pha va chạm giữa Hồ Tấn Tài và cầu thủ đá cánh trái Sakuchai. Trước khi dẫn dắt U23 Thái Lan, huấn luyện viên Alexander Gama đã từng là huấn luyện trưởng của các đội Buriram United và Chiang Rai tại Thái League. Theo hợp đồng của ông Gama với Liên đoàn bóng đá Thái Lan thì ông sẽ dẫn dắt U23 ở SEA Games 30 cuối năm nay và sau đó là vòng chung kết giải U23 châu Á tại Thái Lan. Đây là giải đấu mà Thái Lan đang mơ lọt vào top 3 và thêm một lần dự Olympic. Bóng đá Thái Lan từng hai lần dự Thế vận hội Melbourne năm 1956 và Mexico 1968. Ở SEA Games trong 3 lần đại hội gần nhất thì U23 Thái Lan đều là đội giành được tấm huy chương vàng. Tại SEA Games gần nhất năm 2017 trên đất Malaysia, ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng khi hai đội tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan đối đầu nhau, U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành quyền lọt vào vòng bán kết, nhưng chúng ta đã thua trắng trước Thái Lan với tỷ số 0-3. Đó thực sự là một ngày rất buồn của bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng với lứa tuổi từ đó, khoảng nửa năm sau chúng ta đã có những sự đổi thay khác biệt và chúng ta đã vượt tới những đỉnh cao. Rất nhiều khả năng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội Việt Nam. Hồ Tấn Tài,
vẫn còn, bóng vẫn trong sân. Tuy nhiên hồi đối tài đã không có nhiều đà để thực hiện và tạt vào trong. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. Suachai có lý do để không hài lòng với chính mình. Nói cách khác là toàn bộ hệ thống chiến thuật của Thái Lan ngày hôm nay vận hành không được như dự kiến. Suachai thường xuyên đơn độc và cũng đã gặp phải những cầu thủ to cao không kém, áp sát và chơi rất tỉnh táo. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh đang bị đau. Pha va chạm của hai cầu thủ đeo áo số 18 Hà Đức Chinh và Krishara Kaman. Với va chạm thực tế mà chúng ta đã có ở hiệp 1 của trận đấu này, lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đang đối đầu với lứa trẻ của một nền bóng đá luôn được coi là mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á. Và không chỉ kể đến những kết quả mà còn nhìn về mặt thế trận, những cách mà chúng ta xử lý các tình huống, tiếp cận trận đấu. Rõ ràng chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin, chúng ta có thể chơi một cách sòng phẳng. Đối phương không phải là một đội bóng mạnh đến mức chúng ta không thể chi phối và tìm ra được những kẽ hở. Đối phương không phải là một đối thủ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam đã nhỉnh hơn Thái Lan ở tất cả mặt trận. Và ngày hôm nay có lẽ là lời giải cuối cùng. Vào đầu hiệp 2 thì đội Thái Lan có một sự thay đổi người. Cầu thủ mới được đưa vào sân đến phía đội U23 Thái Lan là số 7 Anon. Hiệp 2 của trận đấu vừa được bắt đầu. Anon, Supachai, trung phong Supachai gần như bị cô lập trong những phút thi đấu ở hiệp thứ nhất. Đã khá nhiều lần tiền đạo cao lớn của U23 Thái Lan phải ra cánh trái như cách mà anh vẫn chơi ở đội tuyển quốc gia, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được gì nhiều cho cách triển khai của đội U23 Thái Lan. Cầu thủ mới vào sân bên phía Thái Lan, Anon số 7, là người đã có được một bàn thắng ở vòng loại bảng K. Anon là cầu thủ của Bangkok United, đội bóng đang thi đấu tại Thái League. Như vậy Anon vào sân thay cho số 8 Buracic. Số 8 Buracic là một nhân vật quan trọng trong ý đồ chơi của U23 Thái Lan. Việc ông Gama thay Buracic đủ thấy việc Thái Lan
chính giữa của Thái Lan gần như bị vô hiệu hóa. Rất có thể trong hiệp hai này Thái Lan cũng sẽ cố gắng để ngã đội hình, có người Việt Nam vẫn tạo ra một thế trận lai dai và chờ cơ hội để phản công. Và Văn Hậu là người đã có pha chuyền bóng rất hay để hạ Đức Chinh mở tỷ số. Có thể nói Đoàn Văn Hậu là trường hợp trưởng thành trước tuổi quý hiếm của đội Việt Nam. Khi mới 16-17 tuổi thì Văn Hậu đã đá các trận đấu ở giải U19 quốc gia. Ở vòng loại của giải U23 châu Á lần này, Văn Hậu là một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất. Ảnh hưởng của số 5 chơi bên góc trái của U23 Việt Nam ở trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là rất rõ. Và cầu thủ này đã cho thấy sự trưởng thành tương đối về cách ứng xử trong các tình huống. Nếu như ở AFF Cup năm 2018 thì chúng ta vẫn còn thấy đâu đó những tình huống mà Văn Hậu bị cuốn vào những tình huống khiêu khích của đối phương, thì ở trận đấu này mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu vẫn cần phải có sự rút kinh nghiệm để trưởng thành về kinh nghiệm xử lý những động tác tranh chấp đôi khi vẫn còn hơi thừa. Bộ ba hậu vệ của Thái Lan lúc này vẫn gồm có Shinafat, Sarinkan và Pisara. Mọi việc vẫn đang diễn ra thuận lợi với các cầu thủ Việt Nam. Đây là Jakit, người đá cánh phải của Thái Lan. Đoàn Văn Hậu che người. Quả phát bóng cho cầu Việt Nam. Trên màn là cầu thủ số 7 vào sân thay người Anon. Tên đầy đủ của anh là Anon Amolesak. Đến lúc này nhìn chung Bùi Tiến Dũng khá nhàn, tuy nhiên anh Dũng đã có những tình huống chứng tỏ khả năng của mình. Một đội bóng đã có tới 12 bàn thắng ở hai lượt trận trước đó lại chưa thể có cú sút thực sự đúng nghĩa về phía khung thành của U23 Việt Nam trong hiệp một của trận đấu, và ngay cả trận đấu này thì con số đó cũng chưa hề thay đổi. Pha phạt lỗi của cầu thủ Thái Lan. Đình Trọng vẫn đang giữ ý phòng ngự rất tốt. Subachok là người đã phạm lỗi với Đình Trọng. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình thấp. U23 Việt Nam vẫn đang dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Hà Đức Chinh trong hiệp 1. Jakit. Sarinkan trượt chân. Shinafat. Đây là trận đấu mà Thái Lan do đã
chắc chắn có mặt ở vòng chung kết của tư cách chủ nhà. Họ vào trận với tâm lý thoải mái, tuy nhiên quyết tâm và khao khát thì rõ ràng là không được Việt Nam. Có thể có được sự thoải mái về tâm lý, tuy nhiên có thể do đã chắc chắn góp mặt vào chung kết nên cách chờ họ có ít nhiều sức ý. Quang Hải vẫn là Quang Hải đột phá chuyền qua bên. Với Quang Hải là một nhân tố đá vốn dĩ rất đặc biệt. Chúng ta đã biết quá nhiều về anh và luôn chờ anh bùng nổ như vậy. Còn với Hoàng Đức thì thực sự đó là tương lai. Pha đi bóng phải nói là như vẽ của Quang Hải. Sau đó là một đường chuyền dọn cố để Hoàng Đức tung ra cú đá quá đẹp. Đoàn Văn Hậu chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái, cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Đó thật sự là một pha ghi bàn đẳng cấp làm nức lòng khán giả, cách biệt được nhân đôi. Cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Viettel đã có bàn thắng đầu tiên ở vòng loại bảng K. Hoàng Đức trở thành cầu thủ thứ 7 của Việt Nam ghi bàn. Chúng ta vừa được thấy hình ảnh ông Gama trên màn hình và đó là một sự thắng phục, một sự tưởng thưởng với những gì mà đối thủ của ông đã làm được trong trận đấu này. Tất nhiên trận đấu này chẳng làm ảnh hưởng chút nào đến tình bạn của ông Gama và ông Park Hang-seo. Họ hôm nay thực sự là những đối thủ của nhau và ông Park Hang-seo cùng các học trò đã có một màn trình diễn xứng đáng. Jackit cho đến trận đấu này thì những vị trí đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam đã phát huy được những điều đặc biệt của mình. Sau trận đấu đầy khó khăn trước Indonesia đã có rất nhiều những ý kiến của đông đảo hâm mộ cho rằng phải chăng ông Park Hang-seo còn giấu bài. Có lẽ trong công tác chuyên môn thì chẳng huấn luyện viên nào lại muốn giấu đi những gì được gọi là hay nhất của mình, nhất là ở một trận đấu khó khăn đến như vậy. Nhưng khi bước vào trận đấu gặp U23 Thái Lan với rất nhiều những phương án khác nhau, những phương án mà gần như chúng ta chưa được nhìn thấy ở những trận đấu đã qua của U23 Việt Nam ở vòng loại lần này, thì một lần nữa thương hiệu của huấn luyện viên Park Hang-seo lại được khẳng định. Ông luôn luôn có những sự điều chỉnh một cách hợp lý trong tâm lý thi đấu của các cầu thủ và chắc chắn là cả yếu tố chuyên môn nữa. Ý đồ chơi
phương án chơi, đấu pháp chơi rõ ràng ở trong từng trận đấu của Bang Sơ luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thay đổi dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Khó khăn chồng chất với cầu thủ Thái Lan. Chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi, và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Vị trí pha chạm đứng rất gần sự quan sát của trọng tài người Uzbekistan Serov Kasimov. Supachai tỏ ra căng thẳng và không kiểm soát được hành động của mình, và sau khi bị trước quyền thi đấu thì anh cũng đã tỏ sự hối lỗi. Hai cánh tay đã chắp lại và như thể đó là lời xin lỗi với những người đang có mặt ở trên sân. Có lẽ là đang nói bóng chưa thấy đâu thì lại có một cú hích, thì ra anh chàng này đã nóng giận, hành động rất bản năng. Mọi chuyện đang trở nên rất thuận lợi với người Việt Nam. Những chiếc thẻ phạt ở các trận đấu tại vòng loại cũng vẫn sẽ còn bị ảnh hưởng ở vòng chung kết. U23 Thái Lan sẽ góp mặt trong trận đấu mà giải đấu mà họ chơi với tư cách là đội chủ nhà, và những tấm thẻ như vừa rồi của Supachai đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu đầu tiên của họ. Thêm một pha phạm lỗi. Ông Bang Sô và trợ lý Liang Jin đã theo dõi rất kỹ toàn bộ trận đấu trước của Thái Lan. Trận đấu mà người Thái đã vượt qua Brunei 8-0. Cao thủ kể lại rằng những ngày gần đây thì phòng của ông Bang Sô tại một khách sạn ở khu vực Mỹ Đình cũng đèn bật sáng, có thể nói rất muộn cho đến rạng sáng. Có lẽ là ông cùng với những trợ lý của mình đang xoay vần để tìm kiếm những chiến thuật hợp lý. Chúng ta vẫn gọi Bang Sô là phù thủy, tuy nhiên đó chỉ là cách nói vui thôi. Đằng sau đó là một sự lao động rất nghiêm túc, luôn luôn đào bới mọi việc để tìm kiếm những phương án tốt nhất. Với những huấn luyện viên tên tuổi, những huấn luyện viên có được những kết quả thành công thì đằng sau những thành công đó luôn là một sự lao động hết sức tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết, chứ không phải là những phép thần thông nào đó. Và với huấn luyện viên Park Hang-seo ở bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, điều này là cực kỳ chính xác. Đây là một pha bóng vào trong của Văn Hậu, trong khe. Điều này bóng trúng chân trọng tài. Và Văn Hậu. Pha dứt điểm của Hồ Tấn Tài. Trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng trên sân lúc này thì U23 Thái Lan chỉ còn lại 10 người trong tình thế đã bị thua trước 2 bàn. Mọi chuyện là quá thuận lợi với U23 Việt Nam. Sau tình huống để thua thứ hai của Thái Lan, đã có một vài va chạm khiến cho trận đấu nóng lên trên mức cần thiết. Nhưng với U23 Việt Nam, đây là lúc mà cầu thủ áo đỏ cần phải hết sức bình tĩnh. Rõ ràng mọi chuyện đã thuận lợi lắm rồi, không có gì phải vội vàng vào lúc này cả. Đây đúng là tình huống mà Supachok đã việt vị. Còn Supachai thì Supachok
và Canarin sẽ là những người đá cao nhất trên hàng công của Thái Lan. Pha phạm lỗi của Irasut. Thêm một chiếc thẻ được rút ra. Thêm những chi tiết chỉ ra rằng trận đấu đang diễn ra trong một tình thế tồi tệ cho đội tuyển U23 Thái Lan. Đứng trước bóng là Thái Quý. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai. Thái Quý vẫn thực hiện đường truyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng lớn nhất của đội Việt Nam trên Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này. Đó cũng là một tình huống dứt điểm của Culligan. Và thậm chí bàn thắng vừa rồi còn dễ dàng hơn rất nhiều những gì mà Thành Trung đã có trong trận đấu gần như này. Tùng à, nếu mà tôi không nhầm thì chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua là chiến thắng 3-0 ở đấy năm 98, phút tay ngờ 98. Vâng, đó là trận bán kết vào ngày 1 tháng 9 thì phải. Tôi vẫn nhớ là như vậy. Một ngày khó có thể quên đối với những người yêu đá Việt Nam. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Tôi là người đã tường thuật trận đấu cái đây 21 năm. Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận đấy và rất có thể ngày hôm nay Việt Nam còn thắng đậm hơn. Pha ghi bàn đầu tiên của Thành Trung ở vòng loại bảng K là bàn thắng vào lưới Brunei. Tình huống đưa tỷ số trận đấu lên 2-0. Vào thời điểm mà bóng đá Việt Nam có chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết Thái Âu Cup năm 98, chúng ta phải nói là còn có một khoảng cách tương đối lớn so với Thái Lan. Thắng trận đấu năm đó, nhưng để có được một sự cân bằng trong thế trận ở những giải đấu tiếp theo là điều không hề đơn giản chút nào. Nhưng với chiến thắng này của lứa trẻ bóng đá Việt Nam, mọi chuyện có vẻ như đã khiến cho chúng ta có một cảm nhận rất khác. Ở tình thế mà chúng ta không có nhiều thuận lợi, chúng ta vẫn vượt qua được những rào cản về mặt tâm lý để chiếm lĩnh thế trận, để khai phá được sự bế tắc, có được bàn thắng rồi làm chủ trận đấu với một thế trận hoàn toàn vượt trội. Đây có thể là một cơ sở phải nói là rất lớn để chúng ta hướng tới một tương lai của năm 2019 thôi. Đầy đủ sự tự tin vì gần như chắc chắn là U23 Thái Lan vẫn sẽ là một đối thủ quan trọng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games. Đoàn Văn Hậu. Một tình huống xử lý kịp thời của thủ môn Quang Nam. Ở pha bóng vừa rồi thì có lẽ là Đoàn Văn Hậu đã chủ định sút bóng chứ không phải là đường truyền. Cầu thủ Việt Nam đã có 9 lần sút cầu môn so với 2 lần dứt điểm của Thái Lan.
chiều Việt Hưng. Cầu thủ vừa ngăn chặn là Thái Quý. Đức Trinh, Đoàn Văn Hậu, Thành Trung rất tỉnh táo. Quang Hải lại có tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương với Quang Hải. Pha về bóng quen thuộc của Quang Hải. Tấn Sinh. Đình Trọng. Lúc này thì có thể nói U23 Việt Nam gần như chắc chắn có mặt ở vòng chung kết. Chúng ta đang dẫn 3-0 và đá hơn người. Còn gần 1 năm nữa đến vòng chung kết và chắc chắn lứa cầu thủ này sẽ còn tiến bộ nhiều. Họ sẽ được thử lửa qua SEA Games. Và khi đã thành công ở vòng loại rồi trở về câu lạc bộ, các cầu thủ sẽ được sử dụng nhiều hơn, sẽ được chú ý hơn. Ngay cả một cầu thủ như Thành Trung ở câu lạc bộ Hà Nội gần đây cũng không dễ để có được suất đá chính, khi mà Đình Trọng và Duy Mạnh đã là bộ đội trung vệ của đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup. Cầu thủ sau khi đã thành công ở vòng loại bảng K trở về câu lạc bộ, khi mà câu lạc bộ sử dụng họ nhiều thì sẽ tạo ra sức hút truyền thống tốt và tác động tích cực đến phong độ của các cầu thủ U23. Một tình huống mà Thành Trung đã có mặt rất đúng vị trí và dứt điểm khiến cho đối phương không thể đỡ nổi. Không mấy khi chúng ta lại thấy một hàng thủ của bóng đá Thái Lan lại chơi mong manh như vậy. Phạt góc cho cầu thủ Thái Lan. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là nơi đã từng chứng kiến những trận thua đau đớn của đội Việt Nam trước người Thái. Tuy nhiên hôm nay mọi chuyện đã rất khác. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở sân Mỹ Đình, đó là tại vòng bảng của SEA Games 22 tại Việt Nam năm 2003. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Sau đó hai đội gặp lại nhau ở chung kết và Thái Lan thắng với bàn thắng vàng của Datapon hậu vệ cánh trái. Jackit rời sân, vào sân là cầu thủ số 16 Pacharapon. Cùng với tỷ số 3-0, lứa trẻ Thái Lan vô địch SEA Games năm 2017 đã khiến chúng ta có buổi chiều có thể nói là buồn khủng khiếp.
đó là trận thua ở sân Seleyang với lứa của Công Phượng Xuân Trường. Trận thua đó không chỉ khiến cho giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games năm đó tan tành, mà nó còn khiến cho chúng ta rơi xuống vực sâu của sự hoài nghi. Nhưng rồi vẫn là những con người đó, chúng ta đã trở lại. Niềm tin bây giờ rõ ràng là rất lớn. Rất khó cho cầu thủ Thái Lan. Đoàn Văn Hậu. Có thể nói ở những thời điểm quyết định thì ông Park Seo luôn biết lựa chọn những giải pháp, đưa ra những phương án rất đúng. Và đôi khi chỉ một quyết định thôi là trận đấu xoay chiều. Trận đấu trước khi Việt Nam có phần bế tắc trên Indonesia thì nhiều người đã nhắn tin cho tôi và hình dung ra một viễn cảnh tồi tệ giống như SEA Games gần đây nhất. Bế tắc mà hòa Indonesia, sau đó thua Thái Lan ở trận cuối. Tuy nhiên chúng ta đã có phần may mắn với bàn thắng của Việt Hưng. Mặc dù vậy không thể phủ nhận nỗ lực của cả đội đến những giây phút cuối cùng. Đoàn Văn Hậu. Rất nhiều người đã nói rằng thắng hay là hòa với Indonesia thì cũng phải thắng Thái Lan để đầu bảng. Tuy nhiên giữa thắng và hòa trận trước rất khác về mặt tâm lý khi chúng ta bước vào trận đấu với Thái Lan. Vậy là theo quan sát của chúng tôi thì Danh Trung sẽ lại được ông Park Seo trao cơ hội. Đây là thời điểm mà kết quả của trận đấu có thể coi là đã an bài. Lợi thế về một con số cũng đang thuộc về U23 Việt Nam và ông Park Seo hoàn toàn có quyền được thử thách thêm những nhân vật mới. Cú nhà bóng là của Hoàng Đức. Hà Đức Chinh. Thái Quý. Thái Quý muốn thử sức với cú sút xa. Trong tập luyện, Thái Quý là cầu thủ sút bóng bằng mu chính diện rất tốt. Danh Trung là cầu thủ gốc Huế được đào tạo ở câu lạc bộ bóng đá Viettel. Danh Trung vào sân thay cho Hoàng Đức. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một lần nữa pha đi bóng và chuyền vào rất hay của Quang Hải như trong đá tập. Danh Trung năm nay mới 19 tuổi. Trong thành phần của Thái Lan dự giải lần này có một cầu thủ mới 16 tuổi, đó là Suvanat. Anh đã có được một bàn thắng. Danh Trung. Vượt qua được Đình Trọng. Tấn Sinh. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Có
cảm giác là trước trận đấu này thì dư luận cũng như báo chí Việt Nam hơi sợ Thái Lan. Rất nhiều người đã thốt lên rằng hơn một năm huy hoàng của Việt Nam sao không gặp Thái Lan, mà bây giờ nếu cầu thủ này không được đều lắm thì lại phải Thái Lan ở trận đấu quan trọng. Tuy nhiên mọi chuyện đã được giải tỏa và bây giờ là một chiến thắng rất bất ngờ. Lúc này là 3-0, thời gian vẫn còn khá nhiều. Dễ chịu chút nào khi phải đối mặt với một trận đấu theo cái cách mà UEFA Indonesia đã tạo ra cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và tình thế trước khi bước vào trận gặp UEFA Thái Lan ở lượt cuối này, nhưng thực tế đã chỉ ra rằng những diễn biến trên sân, những bài học kinh nghiệm và cả những thành công sẽ là hành trang có thể nói là cực kỳ quan trọng cho lứa cầu thủ mà ông Park Hang-seo đã lựa chọn. Có thể là quá trình chuẩn bị cho vòng loại của U23 châu Á lần này chưa phải ở mức độ tốt nhất. Có thể những con người của lứa U23 này có chút thua sút so với lứa trước. Nhưng chúng ta có một niềm tin rằng sự khát khao và năng lực của chúng ta là vẫn còn đủ để có thể vươn tới những đỉnh cao, có thể chạm tới những mốc son mới với một sự tự tin rất lớn. Tấn Sinh, mới chỉ cách đây vài tháng thôi, huyền thoại bóng đá Thái Lan Kitisak Senamoang đã nói rằng 10 năm nữa Việt Nam mới được nhìn Thái Lan. Sau đó thì anh đã rút lại lời nói của mình, và ngày hôm nay khi xem trận đấu này thì không biết là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần ghi bàn cũng như số lấy khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì. Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh, có hai, rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Vẫn còn khá nhiều thời gian để xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Hà Đức Chinh là người đã đi bóng và chuyền vào. Đó là một pha cản phá. Thêm một pha sóng gió trước thủ môn của Thái Lan. Với những gì đã có cho đến lúc này của trận đấu, đặc biệt là trong hiệp 2, thì tâm lý ngại đá Thái Lan có lẽ sẽ được dỡ bỏ. Chúng ta sẽ vẫn tôn trọng đối thủ lớn nhất của vô địch Á, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào cuộc chơi. Goal! Vẫn còn Quang Hải chân trái tiếp tục dứt điểm, vẫn không được. Cú chạm bóng ở cự ly gần vừa rồi là của Triệu Việt Hưng. Vẫn còn rất nhiều những tình huống lộn xộn trong khu vực 16-50 của đội Thái Lan, nhưng bàn thắng thứ tư vẫn chưa tới. Pha can thiệp rất tỉnh táo của Đình Trọng. Đoàn Văn Hậu trên sân lúc này là những diễn biến mà theo cách nói thông thường của dân bóng đá là thế trận bị vỡ của đội đang bị dẫn. Thời cơ không thể tốt hơn để xác lập một kỷ lục mới trong việc thắng Thái Lan. Trung.
ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gảy gót. Một nhân tố mới được tung vào sân, Trần Thanh Sơn, tiền vệ của Hoàng Gia Lai. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đóng góp hai cầu thủ trong thành phần U23 dự vòng loại là Thanh Sơn và Việt Hưng. Thanh Sơn vào sân thay cho Hồ Tấn Tài. Như vậy là có lẽ bóng đã ra phía ngoài trước. Bóng đã leo xà ngang ra ngoài. Tình huống gợi nhớ đến pha chuyền bóng của Đoàn Văn Hậu cho Anh Đức ghi bàn vào lưới Philippines ở bán kết lượt đi tại Bacolod. Trong một ngày thi đấu chính xác và thuận lợi thì hầu hết các pha chơi bóng, các tình huống tổ chức, các pha can thiệp của các thủ áo đỏ đều đúng như ý muốn. Với đà phát triển và tâm lý thế này thì không hề là con tếu khi nói rằng chúng ta sẽ rất là hức để hướng đến vòng loại World Cup, đúng không ạ? Chính xác là như thế. Vòng loại World Cup cũng sẽ là một mục tiêu của Việt Nam trong năm 2019 này. Tôi nghĩ rằng với thực lực của bóng đá Việt Nam hiện nay thì chẳng sớm chút nào nếu như chúng ta đặt mục tiêu World Cup, nhất là khi mà FIFA gần như đã đi đến quyết định tổ chức World Cup 2022 với 48 đội bóng. Nhìn từ kết quả ở Asian Cup, chúng ta cũng có thể làm một phép tính rằng một suất trong 8 đội mạnh nhất của khu vực châu Á là điều mà chúng ta có thể hướng tới được. Tất nhiên chặng đường đi tới World Cup bao giờ cũng cực kỳ gian nan. Nhưng khi mà FIFA World Cup sẽ có sự tham gia của 48 đội bóng và suất tham dự của khu châu Á đã được nâng lên 8 suất rưỡi thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Ba không với những người là một tỷ số ngoài sự tưởng tượng, đặc biệt là khi Thái Lan tỏ ra áp đảo ở hai trận đấu trước với một đối chơi trơn tru. Tuy nhiên bóng đá là như vậy, không thể nói trước điều gì cả. Bóng đá là môn tập thể, có những sai số. Và bản thân với mỗi vận động viên thì ngày hôm nay chưa tốt không có nghĩa là hôm sau vẫn sẽ chơi được như vậy, và ngược lại. Cho dù đây mới chỉ là một cuộc so đỏ ở lứa trẻ U23,
nhưng trong thành phần thi đấu của hai đội cũng có những người có thể chơi được cho đội tuyển quốc gia. Và tôi vẫn có cảm giác rằng đây sẽ là trận đấu khiến chúng ta cảm nhận một cách rõ rệt hơn về khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Điều mà chúng ta đã không có được một phép so sánh trực tiếp ở AFF Cup năm 2018. Phải nói bóng đá Thái Lan vẫn hơn bóng đá Việt Nam về khâu tổ chức. Họ đã đi vào chuyên nghiệp và quy củ rất lâu. Tuy nhiên bù lại, bóng đá Việt Nam có những điều đặc biệt riêng. Đó là tình cảm vô bến của khán giả và cao thủ khả năng chịu đựng cũng như tinh thần khi được đẩy lên cao độ và rất xuất sắc. Khi người ta nói đến khái niệm tinh thần Park Hang-seo thì ông Park đã nói một câu rất chí lý rằng ông chỉ là người thổi lên tinh thần vốn có của người Việt Nam, thổi đúng lúc đúng chỗ. Vâng, đó luôn là cái giỏi của một người thầy, của huấn luyện viên, tạo ra một niềm cảm hứng đúng lúc đúng chỗ, là sự khác nhau giữa những người đang dẫn dắt của tập thể như được môn bóng đá. Tôi nghĩ rằng bóng đá Thái Lan vẫn có khả năng tổ chức vào loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á, nhưng với bóng đá Việt Nam vào lúc này là những cá nhân có những phẩm chất có thể nói là dị biệt, và những khoảnh khắc bùng nổ như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy trong trận đối đầu cụ thể của lứa trẻ tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2020. Và dứt điểm có nét hiếm hoi của Thái Lan. Điều dứt điểm của Pacharapon, cầu thủ vào sân 20. Cầu thủ thay người cuối cùng đã vào sân, Thanh Thịnh vào sân thay Tấn Sinh. Cầu thủ Việt Nam biến những phút cuối cùng của trận đấu thành một buổi tập. Chúng ta vẫn mong chờ bàn thắng thứ tư. Tuy nhiên có vẻ như Park Hang-seo không biết gì đến trận bán kết Cup Tiger 98 cả. Thành ra có lẽ ông không nhắm đến kỷ lục gì cả, mà chỉ để cho đội bóng thi đấu ở mức độ ổn định, tránh những sai số. Thực ra thì ông Park Hang-seo cũng đã tỏ ra cực kỳ tiếc nuối với tình huống mà Quang Hải dứt điểm không thành công. Một pha bóng mà hoàn toàn có thể khiến cho trận đấu có khoảng cách lớn hơn. Có lẽ điều ông mong mỏi nhất với thầy trò là tận dụng tốt nhất những thời cơ. Chưa có lúc nào như thời điểm này, bóng đá Việt Nam có quyền được chơi một cách đĩnh đạc và khẳng định vị thế của mình tốt như thế trước Thái Lan. Sự bần thần của huấn luyện viên Alexander Gama. Ngay từ đầu vòng loại, tôi đã có nhận định rằng những cầu thủ này, những người mà 11 người trong số dự vòng loại đã đến với giải U20 thế giới là những cầu thủ rất tiềm năng. Chỉ có điều họ không gặp được những cái thuận lợi bởi vì những năm qua không được thi đấu nhiều, tích lũy kinh nghiệm không nhiều. Rõ ràng là đã có sự tiến bộ và sẽ còn tiến bộ từ giờ đến cuối năm, cũng như hướng đến vòng chung kết U23 châu Á đầu năm sau. Vẫn thi đấu rất tận tình. Có
vẻ như việc đổi áo sang số 18 mang lại những may mắn nhất định cho Đức Trình. Áo số 18 và cách chơi gợi nhớ đến Phan Thanh Bình trước đây. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược đập lông. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục về một trận thắng Thái Lan, vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm tại sân đấy. Pha đập lòng hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Một pha dứt điểm từ tuyến hai mẫu mực và thủ môn Thái Lan đã phải vào lưới ngả bóng lần thứ tư trong trận đấu. Pha bóng có sữa mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Một cú đặt lòng rất chắc chân và thủ môn Thái Lan Hoàng Nam lại bị khuất tầm nhìn. Không cần bàn thắng này thì U23 Việt Nam cũng đã chắc thắng với một chiến thắng cách biệt. Nhưng đúng là như cái cách mà ông Park Hang-seo đã thể hiện sau tình huống bỏ lỡ cơ hội trước đó của Quang Hải. Đội bóng áo đỏ cần phải chơi một cách thuyết phục, một cách mạch lạc. Họ là những người trẻ, họ cần phải thể hiện được đầy đủ nhất những gì được gọi là kiến thức, những gì được gọi là sự quyết tâm và ý chí thi đấu. Và với pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện được tất cả. Trình đã để lại những dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số. Một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ của U23 Việt Nam trên sân đều đã chơi một thứ bóng đá thuyết phục. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử. Các bàn thắng tiếp theo sau pha ghi bàn của Hà Đức Trình thuộc về Hoàng Đức, Thành Trung và bàn quyết định chiến thắng của đội chủ nhà thuộc về Trần Thanh Sơn. Với kết quả này thì U23 Việt Nam đã xuất sắc giành được vị trí nhất bảng K để giành tấm vé chính thức lọt vào vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2020. Ở giải đấu đó, đương nhiên mục tiêu của chúng ta là hướng tới những trận đấu cuối cùng, vươn tới những đỉnh cao lớn hơn và nếu như có thể sẽ là tấm vé dự Olympic tại Tokyo năm 2020. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu cuối cùng tại vòng loại bảng K giải U23 châu Á năm 2020 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt. Ngay sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.
อมวันนี้เราคิดว่าทีมเราทำเต็มที่แล้วหรือยังคะก็ทุกคนทำเต็มที่ครับในฐานะที่เราเป็นกัปตันทีมอยากจะบอกอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่ดูอยู่ก็อย่างแรกเลยอยากจะขอโทษที่ไม่สามารถชนะในเกมนี้ได้แต่ว่าเราก็ทำเต็มสุดความสามารถแล้วครับขอบคุณครับThật sự cá nhân Hải cũng như là toàn đội hôm nay đã có một trận đấu rất là cố gắng và đã có được cái kết quả như mình đề ra và những cái gì mà mình đã chuẩn bị và hướng tới thì mình đã đạt được ngày hôm nay thì cá nhân Hải cũng như toàn đội cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tỷ số 4-0 có ngoài sức tưởng tượng của Hải và đồng đội không? Hải nghĩ là nếu mà đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất và tôn trọng đối thủ cũng như là thể hiện đúng cái khả năng của mỗi vai trò của cầu thủ thì Hải nghĩ là tỷ số 4-0 không có gì bất ngờ cả. Trước trận đấu thì Hải và đội có gặp nhiều áp lực không khi chúng ta thắng Indonesia với tỷ số 1-0? Thật sự thì cá nhân Hải cũng như toàn đội có gặp đôi chút áp lực nhưng mà có rất là nhiều hôm nay ngày hôm nay phải cảm ơn tất cả những cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như là cổ vũ qua truyền hình đã ủng hộ đội tuyển. Đấy là cái động lực để cá nhân Hải cũng như là toàn đội có được một cái động lực thi đấu rất là tốt và có được kết quả để dành tặng tất cả mọi người hôm nay. Hải có thể tiết lộ một chút trước trận đấu thì thầy Park nói gì với đồng đội? Thật sự là thầy Park là một người đã truyền rất là nhiều cảm hứng cũng như là sự tự tin cho các cầu thủ và ông luôn muốn các cầu thủ thể hiện đúng khả năng cũng như là những gì mình đã chuẩn bị ở trước mỗi giải đấu. Cảm thì ngày hôm nay. Xin chúc mừng.